Cái giáo dục sớm là người ta cơ sở là người ta tận dụng cái thời gian mà não bộ nó mở toang không chọn lọc để nó thu nhận thông tin ồ ạt. Gần đây thì tôi thấy là người Việt Nam thì biết đến cái thuật ngữ giáo dục sớm, và mấy cái hôm nay á, thì tôi cũng lên các cái trang mạng dựa trên YouTube, tôi thấy là có rất nhiều chương trình truyền hình nữa, rồi các tổ chức nữa nói về giáo dục sớm, rồi các phương pháp giáo dục, và các mẹ là bù vào rất là kinh khủng. Nhưng mà tôi nói này, giáo dục sớm mới phổ cập vào Việt Nam một số năm thôi. Và tôi cũng may mắn là một trong những chuyên gia đầu tiên của Việt Nam để chuyển giao những phương pháp này về. Rất nhiều người cha và ông bà nội nói là nó biết cái gì mà dạy, để cho nó phát triển tự nhiên. Vâng, để nó phát triển tự nhiên, và đến lúc tự nhiên nó tự kỷ, tự nhiên nó chậm nói, tự nhiên nó tăng động, rồi tự nhiên nó có tật xấu. Thế giờ bây giờ lại kêu. Thế thế nên là thế nào là tự nhiên đây? Thế thì đừng có cùn như thế, đừng có mà cứ để tự nhiên như vậy. Thì giáo dục sớm ở Việt Nam là bây giờ nhiều người biết. Thế nhưng mà cái mà tôi muốn nói ở đây là hiểu sai. Cái hiểu sai thứ nhất, tức là cảm thấy là nó là thừa, nó là không cần thiết, nó là rất vớ vẩn. Và có rất nhiều nhà chuyên môn, thậm chí có hàm tiến sĩ, cũng khuyên là tôi thấy các mẹ rất là dở hơi. Con trẻ nó biết cái gì mà dạy, là nó dở hơi hay là nó nguyên hơi. Đó. Vì đôi khi có thể là các tiến sĩ nghiên cứu về tâm lý, thậm chí là tâm lý giáo dục này nọ, nhưng mà lại không nghiên cứu hết đến cái tuổi này. Thế nên là đấy là phát biểu liều. Không? Nó không biết cái gì. Vì nó không biết cái gì thì mới phải dạy. Chứ đợi đến lúc cái gì nó cũng biết rồi thì dạy thế nào được nữa. Đó. Thế nên là cái quan niệm thứ nhất gọi là giáo dục sớm là coi là không cần thiết. Trong gia đình mâu thuẫn và xù lẫn nhau, và không riêng gì dân trí thấp mà cả dân trí cao cũng dính. Đấy. Thế nhưng mà ở đây là tôi muốn nói về những người đang áp dụng giáo dục sớm cho con mình ấy, thậm chí là đi dạy ấy, là cung cấp cái dịch vụ này ấy. Thì cái mục đích của các bạn là cái gì đây? Đấy. Cái giáo dục sớm là người ta cơ sở là người ta tận dụng cái thời gian mà não bộ nó mở toang không chọn lọc để nó thu nhận thông tin ồ ạt. Nó như người ta ví nó như là cái bọt biển ấy, nó sẽ thấm nước hay là thấm dầu vào nó mà không hề chọn lọc, nước trong nước đục dầu cũng thấm. Chứ còn như tôi nói này này đấy, nhiều người bấm đầu đỏ, một vài người bấm đầu đỏ ấy, chính là người ta xù tôi. Trên kênh YouTube nào của tôi vừa bật lên cái có người nó đặt auto hay sao cũng phải có một cái bấm xuống này. Thì cứ cho là không auto nó bấm thật đi. Đấy, thì chúng ta mới bất đồng quan điểm mà chọn lọc nhau. Thế còn lúc nhỏ không có khả năng đó. Đấy thì người ta tận dụng cái thời gian đó để người ta dạy con. Thế nhưng mà cái giáo dục sớm ở Việt Nam thì lại được hiểu là tận dụng là gì? Chủ yếu nghĩ đến dạy con biết chữ, dạy con biết làm toán, dạy con biết đọc. Và dạy kiến thức, dạy tri thức. Tại vì tranh thủ cái thời kỳ nó không chọn lọc để đưa vào não nó. Đấy. Thì đôi khi là áp dụng nó cũng sai. Nếu mà mục đích là dạy con biết giáo dục sớm ở đây vậy thì bản chất nó là cái gì? Đấy. Thì tôi muốn nói thế này. Bản chất ấy, đó là hệ thần kinh ở trong bào thai ấy, thì nó hình thành tủy sống trước. Đến tháng thứ 6 nó mới hình thành não. Và não thì nó phát triển, cả tủy sống nó cũng phát triển từ dưới lên và hoàn thiện từ đằng sau ra đằng trước. Thế mà đằng sau là để cảm nhận, đằng trước là để tìm giải pháp. Và nó phát triển não phải trước, nó phát triển não trái sau. Nên lấy lý do là em bé nó hay thuận tay trái, nó cầm mình không biết, mình lại ôi mình uýnh nó đó. Đấy, nên nó mất cửa sổ. Thế nên là chúng ta không biết và không biết cái cửa sổ này, nên hạn chế phát triển. Nên hầu hết các em bé nó bẹp đầu bên phải. Đấy là như vậy. Giáo dục sớm là người ta tận dụng ở trên cái cửa sổ là não nó không có chọn lọc, nó nhận thông tin ồ ạt cả mảng một cách vô thức, cứ thế là vào tất. Não em bé nhận thấy em bé nó như camera, nó như camera, nó cứ thế là nó vào tất, nó không có chọn lọc gì hết. Thế thì tại sao lại phải làm, tại sao người ta lại dạy biết đọc, dạy chữ? Vâng,
Bởi vì ngôn ngữ, language là ngôn ngữ. Duy nhất loài người có khả năng ngôn ngữ, con vật không có loài nào có. Nên là loài người khác con vật là có ngôn ngữ nói, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ đọc và ngôn ngữ viết. Thì cái việc nói là để sau này lớn lên giao tiếp. Đấy, và nói lắm, talk. Và đọc, đấy, để học, để phát biểu ý kiến, để buôn bán, để giao tiếp, đàm phán. Nhưng mà trong thời kỳ não bộ đang phát triển ấy, thì cái chức năng đọc, chức năng ngôn ngữ ấy, nó giúp hình thành chất xám, tức là bỏ não. Mà bỏ não chính là tri thức. Thế nên là những cái đứa trẻ mà cha nó bỏ bê, mẹ nó bỏ bê, không nói chuyện với nó không phát triển được ngôn ngữ. Đấy, thì là sau này nó chậm phát triển trí tuệ. Thế nên là cái ngôn ngữ nó quan trọng như vậy đó. Trên CT scan là não những đứa trẻ được giáo dục sớm á, là vùng chất xám nó đậm đặc và nó phát triển rất lớn. Còn những đứa trẻ bị tự kỷ, bị chậm phát triển ngôn ngữ thì vùng nó teo đi. Có những học viên của tôi làm sếp ấy, đến lúc đi x-quang CT scan á, là vỏ não xám, không, con gần như không có đó. Thế nên là tại sao người ở với động vật thì động vật nó dạy được, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở mức độ động vật, nó không thành người được. Bởi vì động vật tủy sống nó phát triển tốt, các cái vận động của nó tốt, nó nhảy, nó vò tốt, phản xạ của pôn cuống não tốt, la hét tốt, gầm rú tốt, não giữa tốt vì nó phối hợp động tác. Đấy. Thế nhưng động vật nó dừng lại đến não giữa và não trung gian, nó không phát triển vỏ não như người. Vậy thì cái gì phát triển vỏ não? Đó chính là ngôn ngữ. Đấy. Thế nên là cửa, bạn biết là khi mà em bé sinh ra là nó chỉ có 25% cấu trúc não. Tôi đang nói cho những người mới lần đầu gặp tôi đó. 25% cấu trúc não thôi. Sau 1 năm đầu đời thì nó phát triển được 25% nữa là 50. Và đến năm thứ 2, hết năm thứ 2 nó phát triển được 25% nữa là 75%. Và đến năm 3 tuổi nó phát triển xong cấu trúc não 90% rồi. Đó. Thế thì bây giờ là cái gì làm nên cấu trúc não phát triển? Đó. Thì một trong những cái bản năng của con người đó là năng lực ngôn ngữ. Vậy thì năng lực ngôn ngữ là nó có cửa sổ 2 năm đầu mở toang ra để nó nhận, nhận thông tin ngôn ngữ. Và khi nó nhận đủ thì sau 2 năm là bắt đầu nó speak out, nó nói ra. Thế thì 2 năm đầu mình lại không nói với nó thì nó nhận ở đâu? Giao cho nó các smartphone để nó xem, là chủ yếu phát triển hình. Đấy, thế nên nó mới không nói được. Thế nên là cha cũng bỏ bê con nhiều quá. Đúng không? Không ai dành thời gian nói chuyện với con. Ngày xưa người ta không có các phương tiện nghe nhìn. Thế nên là bế trẻ con nó chả khóc chả quấy gì, cũng ru váng lên. Con cỏ bay lả bay la. Đấy, suốt ngày lải nhải. Rồi con kiến mày kiện củ khoai. Ngui thằng tó này hư nắm mày ngư. Đấy, cứ nói chuyện với nó. Thế nên bây giờ nó mới hét lên, nó bắt đầu thì lại im nào. Bà xem, im nào ông băng cho bây giờ này. Bà ơi. Đấy, là không cho nó nói, không cho nó phát triển âm thanh. Thế nên là cái cơ sở nào mà giáo dục sớm thì tại sao người ta lại dạy em bé biết đọc chữ? Đó. Tại vì người ta cho nó cái chức năng này để nó phát triển cấu trúc não. Và đặc biệt cái vùng Broca là vùng não trái, nó ở bên trái ấy, là nó có cửa sổ phát triển trong 4 năm đầu. Thế nên là giáo dục sớm người ta tận dụng là người ta dùng cái thông tin ngôn ngữ đó để phát triển cấu trúc não. Thế nên nếu như chúng ta không biết, chúng ta lại tưởng đây là một chương trình đem ra tong te để dạy trước cho con nó biết đọc trước khi đến trường. Thì nó cũng biết đọc, nhưng mà gì nó hỏng mất. Ta nghĩa nó phải phát triển não phải, dạy thế nó lại hỏng mất cả giai đoạn não phải. Thế các bạn hình dung chưa? Bản chất nó là như vậy. Hay người ta dạy toán, thì toán nó có cùng cửa sổ cũng 4 năm. Đấy, và toán ở não phải, toán não phải là nó có thể tính nhẩm nhanh. Đấy, nó nhầm rất là nhanh. Nó ước lượng nhanh, nó nhìn được chữ lượng, dầu mỏ, dầu thô. Nó đến sân vận động, nó ước lượng được lượng người. Nó nhìn được tiềm năng thị trường. Đấy, nó tính nhầm nhanh. Thì đó chính là tận não phải. Thì nó có cửa sổ 18 tháng đầu đời là mạnh nhất. Đấy. Thế nên là, và cửa sổ toán nó chỉ có 4 năm. Nên nếu các bạn không biết mà các bạn dạy dạy theo kiểu mà lúc mình đi học ạ, lúc lớn lên đi học ạ, thì đấy là dạy bằng kiểu não trái thì nó lại hỏng mất cái não phải. Nên đây là lý do ngày nay là nhân loại văn minh hầu hết là thuận tay phải. Bao nhiêu người đang xem chương trình của tôi thuận tay phải mà chẳng làm được cái gì ở tay trái.
Thì đấy, tất cả những người thuận tay phải đây chính là ưu thế là não trái. Mà ngày nay ý tưởng này, sáng tạo này thì nó lại ở não phải. Cuộc đời là do bạn tự thiết kế nên, và thiết kế đây là nó ở não phải. Đấy, thế nên là chúng ta phải hiểu cái bản chất của giáo dục chữ. Vâng, mặc dù cửa sổ vàng, nếu các bạn thích, chúng tôi có cái chương trình đó để tặng. Nên là khi các bạn mà đăng ký cái dịch vụ ở cửa sổ vàng học trên số online ấy, xong đó thì là tôi đều tặng cho cái buổi đó. Thì các bạn lại nghĩ rằng đây là một cái buổi gọi là gì, bonus à hay là tặng thêm free à? Nên rất nhiều mẹ lại không học. Thế có chết người hay là không? Buổi đấy ấy, là vàng đấy. Ngày xưa khi mới chuyển giao về ấy, là bạn phải bỏ ra 10 triệu mới đi học được. Bây giờ tôi tặng bạn free vì mục đích là để cho bạn dạy con bạn đúng. Tại vì nếu mà chỉ hiểu là để dạy cho con nó biết đọc chữ thì việc gì phải dạy sớm như vậy. Lớn lên đến trường cô giáo dạy, phải không? Vài tuần chúng nó biết đọc hết. Thế nếu các bạn bà vì mục đích đọc chữ bạn dạy sai ấy, là nó sẽ hỏng đấy nhé. Bởi vì em bé đặc biệt là trước 18 tháng là nó ưu thế nó phát triển não phải. Đấy, các bạn biết đấy, não nó phát, thần kinh nó phát triển từ dây tủy sống lên, và não bộ nó hoàn thiện từ não sau ra đằng não trước, và nó hoàn thiện bên phải trước. Thế nên nếu như các bạn mà dạy sai về phương pháp thì nó đã không phát triển được não phải thì chớ, nó lại mất cơ hội phát triển não phải mà nó lại đẩy sang não trái. Đấy, thế đấy là cái sai. Nhiều cái sai lắm, và các bạn học ở trong cái chương trình mà tôi tặng đấy, làm sao dạy em bé biết đọc chữ đấy, dạy em bé thành biết về tri thức ấy, thì tôi sẽ phân tích rất là kỹ, rất kỹ cho các em. Đấy, sai một ly là đi một dặm. Thì tôi nhắc lại là gì? Giáo dục sớm là như vậy.